Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, với mục đích giúp cho toàn thể quý Phật tử trau dồi kiến thức Phật pháp cũng như giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của toàn thể quý vị để cho quý vị vững bước hơn trên con đường tu tập của mình. Ngày hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2015, nhằm ngày mùng 4 tháng 10 năm Ất Mùi, Chùa Hoằng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 53. Kính thưa toàn thể quý vị, đến chứng minh và tham dự cho chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 53 hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tính, chủ trì Chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu cũng là vị chủ nhiệm chương trình này. Và vì Thầy sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học cũng như tháo gỡ những vướng mắc tâm lý của quý vị. Hiện diện trên pháp tòa có lẽ quý vị không xa lạ gì với Thầy trong đạo tràng niệm Phật Chùa Hoằng Pháp. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức chủ trì Chùa Huệ Viễn, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Đại Đức Thích Pháp Đăng. Và chúng tôi cũng xin được hân hoan chào đón toàn thể quý thiền nam tín nữ, quý Phật tử đã trở về tham dự một ngày tu hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có câu tín vi đạo nguyên công đức mẫu, tức là niềm tin là nguồn cội, là mẹ sinh ra các công đức. Chúng ta tu học Phật Pháp, niềm tin đóng một vai trò vô cùng quan trọng, sẽ giúp cho chúng ta có những bước vững chắc hơn, những kết quả tốt đẹp hơn trong sự tu học của mình. Tuy nhiên, việc có thể xây dựng cho mình một niềm tin chân chính, một niềm tin vững chắc, thì đây là một điều không phải dễ. Đòi hỏi chúng ta phải có một nhận thức đúng trong giáo pháp của Đức Như Lai, không mê mờ, không tà kiến. Như vậy, nhận thức đó xuất phát từ đâu? Chúng ta phải xây dựng nhận thức đó như thế nào? Không ngoài việc chúng ta phải trau dồi kiến thức. Tuy nhiên, trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp không ít những trường hợp khiến cho niềm tin sẽ bị lung lay khi chúng ta không có nhận thức đúng. Vậy những trường hợp đó ra sao và chúng ta sẽ phải ứng xử như thế nào khi gặp những trường hợp đó? Thì sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau. Thưa ban tổ chức chương trình Ánh sáng Phật Pháp, tôi mới tìm hiểu về Đạo Phật. Thấy Đạo Phật rất hay, nhưng hình như nó tách rời với cuộc sống và không áp dụng được. Đơn cử, nếu mọi người đi tu hết rồi, thì lấy ai bảo vệ quốc gia, ai chăm sóc gia đình? Làm sao tu được khi vẫn lấy vợ lấy chồng, gặp điều ác mà từ bi, thì chỉ nhận thiệt thòi cho bản thân và cho người khác mà thôi. Rất mong quý Thầy giải thích giúp những vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn. Đó là nội dung của câu hỏi đầu tiên. Nội dung này có lẽ không xa lạ gì với quý vị, mà không chỉ bản thân của người đặt ra câu hỏi, mà chúng con chắc rằng trong số những quý vị ngồi ở đây đã có những vị từng có những suy nghĩ như thế này. Vậy chúng ta phải nhận thức về vấn đề này như thế nào? Thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe phần giải đáp của Đại Đức Giảng Sư. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư sẽ có đôi lời chia sẻ trong vấn đề này. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi trả lời câu hỏi, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa trụ trì Chùa Hoằng Pháp, chư tôn đức trong ban tổ chức chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 53 đã tạo duyên lành cho chúng con được về đây chia sẻ Phật Pháp đến tất cả quý Phật tử. Và kính thưa tất cả quý vị, ở nơi câu hỏi đầu tiên này, thì người này đặt ra câu hỏi, thì đầu tiên chúng ta thấy vị này thấy Đạo Phật rất hay, nhưng mà kèm theo cái từ hình như đó, hay nhưng mà cái hay đó còn mập mờ quá, cho nên mới có những cái suy nghĩ gọi là không có thiết thực. Không thiết thực ở chỗ nào?
là cho mọi người đi tu hết rồi. Thì Pháp Đăng nhớ có một lần một Phật tử đến cũng đặt câu hỏi giống như vậy: bạch thầy, nếu mà trên thế gian này ai cũng ăn chay hết thì loài vật chắc nó sanh sản, nó sống tràn lan trên mặt đất. Thì Pháp Đăng mới trả lời như sau: khi mà quý thầy đi qua Úc giảng pháp thì ở bên đó chính phủ những nước phát triển lo cho con người, mà thậm chí người ta còn lo luôn cho con vật nữa. Chim chóc đi ngoài đường thì người dân không có ai bắn, không ai giết bừa bãi hết. Nhưng mà quý vị thấy nó có sanh sản tràn lan khắp nước Úc không? À, không thể có được. Cho nên cái nhìn cho mọi người đi tu hết thì đây chỉ là cái tưởng tượng giả thuyết mà thôi, chứ nó không có thực. À, chẳng hạn quý vị về chùa Hoằng Pháp tu một ngày, nhưng mà biểu quý vị vô đây cạo đầu đi tu hết, quý vị chịu không? Chắc đâu có ai chịu. Cho nên đi tu thì chúng ta không có ngại thiếu người, mà chỉ sợ là không ai chịu đi tu hết mà thôi. Chứ cái câu hỏi đầu tiên là một cái giả thiết, không có cái sự thật. Cho nên ở chỗ này thì chúng ta thấy rõ, đã là giả thiết thì không trả lời, bởi vì cái lẽ thật nó không có. Và kế nữa, vị này nhận định đạo Phật hay nhưng mà tách rời với cuộc sống, không áp dụng được đó. Bởi vì vị này nhìn đạo Phật mà nhìn bằng cái mờ mịt, cho nên mới dùng cái từ hình như. Bây giờ giải thích rõ để liên hệ những cái thắc mắc sau. Đạo Phật là những cái lẽ thật mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng sanh thấy rõ, nhận rõ, áp dụng tu để hết khổ, an vui. Cho nên đạo Phật là trí tuệ, mà đã là trí tuệ thì giáo pháp của Phật mang cái tính thiết thực hiện tại, mỗi lần thực hành là mỗi lần có niềm vui. Và đó là những lẽ thật, cho nên nó siêu việt thời gian, không có giới hạn. Phật Đăng ví dụ, trong kinh Phân Biệt Diệt Báo, Đức Phật nói chúng sanh tạo nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Bây giờ hỏi quý Phật tử, nghiệp là gì? Nghiệp là cái hành động của mình lặp đi lặp lại lâu ngày thành thói quen, thì đó gọi là nghiệp. Bây giờ bên Nam chẳng hạn, mới lớn lên đâu có ai ghiền rượu, đúng không? Mà năm 16, 17 tuổi tập làm người lớn, rồi tập uống rượu, mà ngày nào cũng uống rượu hết thì lâu ngày thành ghiền, đúng không quý vị? Như vậy cái nghiệp ghiền rượu là ai tạo nên? À, mình tạo nên. Mà mình tạo nên, nó thành ghiền rồi thì nó có sức mạnh, nó dẫn mình ngày nào cũng phải tìm rượu uống hết, đúng không quý vị? Mà tìm rượu uống hoài thì sau này phải gánh chịu cái quả báo gì? Cái quả báo bệnh tật và ngu si đần độn. Do thấy được nghiệp do chúng sanh tạo, mà đã tạo thì chính mình thừa hưởng, gọi là nhận lấy cái kết quả, chứ không ai khác hết. Cho nên cái pháp tu đầu tiên mà Phật dạy đó là phải chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành. Mà chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành thiết thực nhất là ở pháp tu nào, quý Phật tử biết không? Thiết thực cụ thể nhất đó là năm giới cấm mà quý vị lãnh thọ trong cái ngày quy tam bảo đó. Năm giới cấm là gì? Đầu tiên Phật dạy không được sát sanh,
từ con người cho đến con vật. Tại sao Phật dạy không được sát sanh? Bởi vì mình sát sanh thì tổn cái tâm từ bi, và sát sanh là nghiệp ác, cho nên phải chịu cái quả gì? Chết yểu và bệnh tật. Như vậy Phật thương mình mới dạy mình chuyển nghiệp, hay là Phật làm khó mình? Quý vị nghiệm lại coi. Phật thương mình cho nên muốn mình được an vui, hạnh phúc, cho nên phải từ bỏ những nghiệp ác để làm những nghiệp lành. Và thứ hai là không trộm cướp. Quý vị thấy rõ, hãy mình trộm cướp thì hiện tại phải vào đâu ngồi? Phải vào tù ngồi, đúng không? Vào tù ngồi là công an tự nhiên họ đẩy mình vào tù, hay mình tạo cái gì mới vào tù? À, mình tạo nghiệp trộm cắp thì nó dẫn mình cái quả vào tù ngồi. Cho nên Phật thương, Phật dạy không được trộm cắp. Và cái thứ ba là không tà dâm, là Phật tử có vợ có chồng thì không được ngoại tình. Quý vị thấy ông chồng bà vợ mà có thêm bồ bịch ở ngoài thì gia đình đó vui vẻ hạnh phúc hay là chén bay đĩa bay? Chắc tối ngày chén bay đĩa bay, đúng không quý vị? Mà chén bay đĩa bay đó thì ảnh hưởng luôn tới con cái, nó dễ sa đà hư hỏng đó. Cái thứ ba là Phật thương mọi người, muốn cho mọi người sống trong cái gia đình ấm êm hạnh phúc, cho nên dạy không được tà dâm. Và cái thứ tư là không nói dối, là tu được cái miệng. Hễ mình nói dối thì quý vị nhận cái hậu quả nào? Nói dối hoài mai mốt nói ra người ta còn tin không? Không ai tin. Cho nên muốn cho chúng ta sống có uy tín, Phật dạy phải bỏ cái nghiệp xấu là không có nói dối. Và cái thứ năm là không uống rượu, bia, xì ke, ma túy. Thì bên nam mà nay xỉn rồi mai uống rượu say xưa, đi cà xiên cà quẹo ở ngoài thế gian đó, thì quý vị thấy đó là khổ hay vui? À, mấy cô ngồi đây có chịu ông chồng mình lặn sâu rượu không? À, đâu ai chịu. Mà uống rượu thì phải mang cái quả bệnh tật và đần độn. Cho nên Phật dạy không được uống rượu. Như vậy giữ năm giới là giữ tròn đầy cái tư cách đạo đức của một con người. Mà giữ được đạo đức một con người mà chúng ta còn nhận được cái kết quả tốt đẹp trong cuộc sống, đó là gì? Sống lâu ít bệnh. Thứ hai là gì? Giàu sang phú quý. Thứ ba là gia đình hạnh phúc. Thứ tư là sống có uy tín. Thứ năm là thông minh trí huệ. Như vậy năm cái phước báo này Phật tử nhận rõ mình tạo hay ai tạo? À, mình tạo. Mà thấy năm cái nguyên tắc đạo đức này quý vị thấy có thiết yếu cho cuộc sống không? Rất là thiết yếu. Nếu mỗi người giữ năm giới thì nhà khỏi cần đóng cửa, đúng không? Vợ chồng giữ năm giới thì sống một đời sống gia đình ấm êm hạnh phúc, không có phải lo sợ ghen tuông gì hết. Mà cả làng cả xóm giữ năm giới thì quý vị thấy xóm làng bình yên không? Xóm làng bình yên. Mà cả đất nước đều giữ năm giới tròn đầy đạo đức con người thì đất nước đó thái bình thịnh trị. Đây là một cái pháp tu đầu tiên mà Phật dạy, thì đã đủ nhận thấy pháp Phật dạy mang đến cái an vui cho chúng sanh và thắp sáng cái trí tuệ cho mọi người. Và khi có vợ có chồng, ứng dụng năm giới vào cuộc sống gia đình thì gia đình trở nên bình yên, trở nên hạnh phúc. Quý Phật tử có đồng ý chỗ này không? Và kế nữa, người này họ cho rằng gặp điều ác
mà từ bi thì chỉ nhận thiệt thòi cho bản thân cũng như cho người khác mà thôi. Từ bi là gì? Chúng ta phải hiểu từ là ban vui, bi là cứu khổ. Thông thường ở ngoài thế gian, hãy ai đánh mình cái thì mình nhịn hay mình đánh lại? Chắc đánh lại quá, đúng không quý vị? Nhưng mà Đức Phật, Ngài có một cái trí tuệ bởi cái tâm từ bi bình đẳng thương chúng sanh như sao. Một hôm Đức Phật đi khất thực thì ngoại đạo cứ đi theo sao, chửi mắng Đức Phật hoài, mà Đức Phật vẫn bình thản ôm bát đi chậm rãi. Cuối cùng Phật mới ngồi dưới ở một gốc cây tịnh tọa. Thì ngoại đạo mới tới hỏi: Cồ Đàm, ông có điếc không? Thì Đức Phật mới chậm rãi nói: Ta không có điếc. Rồi ngoại đạo mới nói: Ông không điếc sao tôi chửi ông không trả lời lại? Thì Đức Phật chậm rãi nói bài kệ: Kẻ hơn thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Quý vị nghiệm lại, trong một mâu thuẫn xảy ra giữa người với người thì quý vị thấy người thắng mình thì thêm cái gì? Thêm cái quán thù, đúng không? Còn người chịu thua thiệt thòi thì về tối ngủ yên không? Không thể ngủ yên được. Cho nên giữa hai cái phạm vi này, Đức Phật dạy một phương thức buông xả, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Vậy quý vị chịu buông xả hay chịu hơn thua? Nhớ nha, bây giờ ngồi đây thì nói xả, nhưng mà ra ngoài đụng cảnh cái mình còn hơn là chưa xả thiệt. Đó là chúng ta học Phật là học cái từ bi rộng lớn của Đức Phật. Kế đến kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa, có giới thiệu một câu chuyện như vậy. Câu chuyện tên là Tưới Dưa Cho Người. Thì ông Tống Tổ làm quan tri huyện ở biên giới hai nước Lương và Sở. Một người nước Lương, một người nước Sở cùng trồng dưa. Thì hai mảnh đất giáp với nhau, thì người nước Lương chăm làm và tưới luôn nên dưa được tốt. Còn người nước Sở biếng làm nên dưa xấu, thì lại thấy dưa bên nước Lương tốt hơn nên sinh lòng ghen ghét. Quý vị biết ghen ghét là làm gì không? Đêm đêm lẻn sang phá các dây dưa bên Lương, đến nỗi héo và chết một ít đi. Thì người nước Lương biết được, trình với đình trưởng ý định là lẻn sang ruộng dưa bên nước Sở để trả thù. Quý vị thấy giống mình không? Mình ai hại mình chắc mình cũng tìm cách trả thù. Mà sự việc đến tai Tống Tửu là quan tri huyện á, thì ông Tống Tửu này ổng có một cái nhân cách đạo đức đặc biệt. Thì ông mới nói: Sao phải làm như vậy? Làm vậy chỉ gây thêm quán thù chuốc vạ mà thôi. Bây giờ mấy ông phải làm theo cái lời ta dạy đây. Thì ông dạy như sao? Người ta vâng lời rồi làm theo cách của ông. Đêm đêm sang ruộng người nước Sở bí mật tưới dưa cho họ. Quý vị thấy dễ làm hay khó làm? Cái này đặc biệt quá, đúng không quý vị? Rồi thời gian sau, dưa bên Sở thật là tươi tốt. Người Sở họ lấy làm lạ, họ nghĩ mãi không ra. Thì khi theo dõi mới biết được người nước Lương tưới dưa cho mình ban đêm. Không, quý vị thấy hành động này rất là cao quý. Thì câu chuyện đến tai vua nước Sở, Ngài mới lấy làm hổ thẹn cho dân của nước mình và nể phục dân nước Lương hết sức. Bèn sai mang nhiều lễ vật biếu cho vua Lương, rồi xin kết mối giao hảo lâu dài.
hai nước được hòa bình rất lâu. Nếu mà gặp cái hoàn cảnh mà cái người thiếu trí tuệ, thiếu tâm từ bi, người ta qua hại dưa mình, rồi mình sao? Mình cũng qua cuốc lại, thì quý vị thấy yên không? Chắc xảy ra đập lộn với nhau, đúng không quý vị? Cho nên kết thúc câu hỏi này bằng bốn câu kệ trong Kinh Pháp Cú: hận thù, diệt hận thù, đời này không có được, không hận, diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Vâng, chúng con thành kính tri ân phần giải đáp trong câu hỏi đầu tiên vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, qua phần giải đáp vừa rồi, có lẽ tất cả chúng ta đều nhận thấy giáo pháp của Đức Như Lai là vô cùng thiết thực với cuộc sống. Sự thiết thực đó được thể hiện như thế nào? Điều quan trọng là bản thân chúng ta áp dụng giáo lý đó ra làm sao. Đại Đức Giảng Sư đã phân tích một cách rõ ràng, thì hy vọng quý vị nghe, chúng ta sẽ ghi nhớ những điều này để áp dụng vào trong chính bản thân mình và cuộc sống của mình. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Phật dạy ba cõi không an cũng ví như nhà lửa. Người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam Tôn. Muốn thoát ly sinh tử mê đồ thì cần phải chí cầu tịnh giới. Điều này cho chúng ta thấy việc chúng ta thủ trì giới pháp mang một lợi ích vô cùng lớn trong cuộc sống tu hành, cả hiện tại cũng như trong tương lai. Tuy nhiên, việc chúng ta áp dụng những điều giới vào trong cuộc sống như thế nào, đây là vấn đề quan trọng mà không phải đơn giản. Chúng ta đã gặp những vướng mắc, và những vướng mắc đó sẽ là những chướng ngại cho việc chúng ta thực hành giới và cho con đường đạo của mình. Như vậy, chúng ta gặp những vướng mắc này, chúng ta sẽ ứng xử như thế nào và giải quyết ra làm sao? Sau đây xin mời quý vị sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, con muốn giúp một số bà con, cụ thể là giúp đỡ về mặt tài chính để trang bị ngư cụ, tức dụng cụ hành nghề đánh bắt cá, cho họ có phương tiện để làm ăn ổn định lâu dài. Là người Phật tử thuần thành, con biết Đức Phật dạy tự mình không được sát, không xúi bảo hay tạo điều kiện để người khác sát sinh. Với cách giúp như trên, có phải con đang tạo điều kiện để người khác sát sinh? Việc giúp người thông thường sẽ được phước, nhưng trong trường hợp này con có bị cộng nghiệp sát hay không? Và con phải giúp như thế nào là đúng? Mong quý thầy từ bi giải đáp. Con xin tri ân quý thầy. Vấn đề này có lẽ không phải riêng gì người đặt câu hỏi, mà trong cuộc sống ít nhiều quý vị cũng đã từng gặp. Vậy thì chúng ta sẽ ứng xử và giải quyết như thế nào? Sau đây xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần giải đáp của Đại Đức Giảng Sư. Và với câu hỏi số 2 này, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức sẽ có đôi lời chia sẻ trong vấn đề này. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở câu hỏi thứ 2 thì đầu tiên Pháp Đăng cũng ca ngợi cái hạnh lành quý báu của Phật tử này là phát tâm thí xả tài chánh để giúp người khác có cái phương tiện kiếm sống. Quý vị nghiệm lại, sống trên thế gian, cái người mà chấp giữ tài sản không dám cho ai á, thì người đó là mê hay tỉnh? Người đó là người mê. Tại sao lại là mê lầm? Thì Pháp Đăng nhớ tôn giả Bạc Đà La, ngài có viết bốn câu kệ: chẳng kết duyên lành đạo diệu thâm, khổ danh lợi đốt xuống thăng trầm, đâu hay tiền bạc cùng vườn ruộng, tạm mượn người coi ít chục năm. Tại sao như vậy? Quý vị thấy rất là thiết yếu ở chỗ nào? Chúng ta có tiền bạc, có vườn ruộng,
mình đang coi giữ, nhưng mà coi giữ bao nhiêu năm? Coi giữ mấy chục năm, đúng không quý vị? Mà mấy chục năm đó là biểu trưng cái đạo lý vô thường biến đổi. Quý vị giữ chặt, giữ mãi, nhưng có ngày phải bỏ không? Có ngày chúng ta cũng phải từ bỏ nó. Không muốn bỏ cũng phải bỏ. Tại sao như vậy? Bởi vì hít vô, thở ra cái khì cái là sao? Mất mạng, đúng không? Mất mạng rồi thân này giữ được không quý vị? Thân này giữ không được thì tài sản thuộc về thân chúng ta giữ được không? Không giữ được. Cho nên Đức Phật thấy rõ như vậy. Đức Phật muốn phá dẹp cái tâm tham của mọi người. Cho nên Phật dạy pháp tu bố thí là đem tài vật của mình làm tất cả những việc lành. Mà Thượng Tọa ở đây có cái bài giảng là nếu làm việc lành như vậy thì quý Phật tử đang gửi vào ngân hàng phước đức đó. Như vậy thì quý Phật tử chịu gửi vào ngân hàng phước đức hay là chịu chấp giữ? Mình lo sinh sống nhưng mà cũng đừng có quên gửi vào ngân hàng phước đức. Bởi vì nhân quả nó theo mình như bóng với hình. Và một khi chúng ta không trộm cướp mà biết bố thí cúng dường thì trong kinh Thập Thiện Phật dạy được 10 cái công đức lành như sau. Một, của cải đầy dãy, vua giặc cướp, nước lửa và con hư không thể phá hoại. Thứ hai, nhiều người thương mến. Thứ ba, người không khinh khi phụ bạc. Thứ tư, mười phương khen ngợi. Thứ năm, không lo sợ tổn hại. Thứ sáu, tiếng tốt đồn khắp. Thứ bảy, ở trong hội chúng không hề sợ hãi. Thứ tám, được của cải, sống lâu, sắc đẹp, sức lực an vui, biện tài đầy đủ không thiếu. Thứ chín, thường sẵn lòng bố thí. Thứ mười, chết sanh về cõi lành. Quý vị thấy một hạnh bố thí mà được 10 cái phước báo như vậy, quý vị thấy mình tu có được lời không? Quá lời, đúng không quý vị? Cho nên Phật tử này đã thể hiện được cái hạnh lành Phật dạy, đó là biết đem tài chánh của mình để giúp mọi người có cái phương tiện làm ăn. Mà cái giúp này cũng là một cái giúp rất là sâu sắc. Mình đi từ thiện, mình cho họ gạo để họ ăn thì cũng rất tốt. Mà cô này còn nhìn sâu hơn là giúp họ có phương tiện sống thì cái cuộc sống của họ nó được thảnh thơi lâu dài. Bởi vì cho vài ký gạo thì ăn vài ngày cũng hết. Mà làm cách này thì giúp họ ổn định trong cuộc sống. Nhưng mà giúp mà cô lo, bởi vì phải trang bị cái ngư cụ để hành nghề đánh bắt cá. Cho nên nhớ tới Phật dạy là không được sát sanh đó. Cho nên rất là lo. Giúp như vậy có phải đang tạo điều kiện cho người sát sanh không? Có là chắc chắn rồi, đúng không quý vị? Mà Đức Phật nói rất rõ, sát sanh là việc thiện hay việc ác. Tại sao như vậy? Bởi vì trên thế gian quý nhất là mạng sống, mà cái đau khổ nhất không gì hơn cái chết. Mà Luận Đại Trí Độ cũng nói điều ác lớn nhất và tội lỗi nặng nhất vẫn là sát sanh. Cho nên Đức Phật luôn đưa cái việc không sát sanh lên đầu tiên. Mà không sát sanh là nghiệp lành thì mình nhận được cái quả lành nào? Sống lâu, ít bệnh. Còn ngược lại mình sát sanh nhiều thì mình phải nhận cái quả khổ nào? Đó là
chết yểu và bệnh tật. Như vậy, cái giúp này cô lo là tạo điều kiện để người sát sanh, thì đây là cái lo xứng đáng, chứ không phải là trái với nhân quả được. Thì trong quyển Báo Ứng Hiện Đời có ghi cái câu chuyện liên quan tới việc sát sanh như sau. Tại lâm trường Hồng Nhật, huyện Lô Hoắc, tỉnh Tứ Xuyên, có một công nhân họ Vương, bình thường ưa câu cá, lúc rảnh thì ra sông câu. Thì cách câu của anh này á, không giống với mọi người. Không giống ở chỗ nào? Mỗi khi cá cắn câu thì anh ta kéo cần tháo con cá xong thì quăng thẳng lên trời á, đợi cá té xuống đất anh mới lượm bỏ nó vào cái sọt. Quý vị thấy anh này có một cái thú vui rất là lạ. Câu cá, được cá cắn câu chưa chịu, phải tung nó lên trên cao, nó rớt xuống đau đớn thê thảm như vậy rồi mới bỏ vào sọt. Cho nên khiến con cá đang sống rơi xuống bầm dập thân thể, không chết thì cũng phải bị trọng thương. Thì một hôm nọ, công nhân lâm trường cưa cây xong thì phải dùng cần cẩu vận chuyển gỗ ra lộ. Một ngày mùa thu năm 1979, anh Vương đang chuyển cây, vô ý té vào chỗ cần cẩu làm việc và bị nó móc lên theo cùng với cây. Đó, và khi nó lôi anh lên như vậy thì anh hét rất to, nhưng mà không ai nghe thấy hết. Và anh bị kéo lên trên cao giữa tầng không. Thì lúc này công nhân điều khiển máy á, mới phát hiện ra anh, vội vàng cho hạ cần cẩu xuống. Mà quý vị biết, nhưng không kịp nữa rồi, anh ta rơi từ trên cao xuống, té bầm dập, thân thể bị trọng thương, máu tuôn lên láng. Và cuối cùng anh ta nằm chết trên đất, giống hệt cảnh những con cá mắc câu bị anh ném lên cao và rơi xuống đất tách hơi vậy. Thì câu chuyện diễn ra một cách nhanh chóng như vậy khiến mọi người bàng hoàng, tận mắt chứng kiến vụ này. Và các công nhân đều cho rằng đây là nhân quả báo ứng. Những người ưa câu cá thấy vậy thì sợ không dám đi câu nữa. Như vậy qua câu chuyện này chúng ta thấy rõ anh này gây cái nhân gì. Đi câu cá và quăng cá lên trên cao để nó rớt xuống bầm dập rồi mới bỏ vào sọt. Thì cái chết của anh giống con cá đó không? Rất là giống. Như vậy gây nhân thì sao? Phải chịu quả. Anh bỏ mạng cũng giống như anh từng làm với những con vật, là anh bị cần cẩu kéo lên, sau đó rơi từ trên cao xuống bầm dập, máu tuôn lên láng và chết nằm ở trên đất giống như con cá như vậy. Thì qua câu chuyện này chúng ta mới thấy rõ tại sao Đức Phật dạy Phật tử không được sát sanh. Và trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật cũng dạy không được làm cái nghề đồ tể. Đó là Phật thương mình hay là làm khó mình? Phật thương chúng sanh vô cùng, không muốn chúng sanh tạo nghiệp ác để chịu quả khổ, cho nên Phật mới khuyên ngăn như vậy. Đó là cái tâm từ bi, cái trí tuệ sáng suốt của Đức Phật. Và Phật tử này lo cái thứ hai là cách giúp như trên thì được phước, nhưng mà cái trường hợp này con có bị cộng nghiệp sát sanh hay không? Theo quý vị có bị cộng không? Chắc chắn là bị cộng. Chứ cộng nghiệp có nghĩa là nghiệp chung. Mình giúp mà giúp cho người ta cái ngư cụ để đánh bắt cá, mà đánh bắt cá là liên quan tới vấn đề sát sanh. Thì trong kinh Đại Vũ Tích, Đức Phật có nói
năm thứ tài vật không nên bố thí. Một, tài vật do làm ăn phi pháp là vật không thanh tịnh. Chẳng hạn cho người ta vay nặng lãi, rồi đem cái lãi nặng ở đó đi bố thí làm phước đi gỡ tội, thì Phật nói đó là tài vật do làm ăn phi pháp, thì cái vật đó không thanh tịnh. Thứ hai, rượu và các loại độc dược, vì đó là vật làm loạn tâm chúng sanh. Vậy mà Tết không biết quý Phật tử có đi biếu rượu không ha. Thứ ba, nơm bẫy, lưới chài, vì đó là vật làm cho chúng sanh đau khổ. Đó, cái thứ ba quý vị nhớ, nơm bẫy, lưới chài cũng không nên đem đi cho. Chẳng hạn ta đi câu cá qua nhờ quý vị cho tiền tôi đi mua cần câu, quý vị cho không? À, liên quan tới cái thứ ba này. Cái thứ tư, đao gậy, cung tên cũng không được bố thí, vì đó là vật tổn hại chúng sanh. Cái thứ năm, âm nhạc, nữ sắc, vì đó là thứ phá hoại tâm thanh tịnh của chúng sanh. Đó, những cái nhạc mà làm tăng trưởng cái cuồng loạn cho thế gian, tăng trưởng cái tham sân si á, thì mình nhớ cũng không có được đem bố thí. Rồi sắc đẹp cũng vậy, đó là cái thứ phá hoại tâm thanh tịnh của chúng sanh. Như vậy, năm cái tài vật không nên bố thí này để chứng minh cho cái thắc mắc của Phật tử này là giúp như vậy thì chắc chắn cộng chung với nghiệp sát. Vậy thì phải giúp thế nào cho đúng? Giúp một cách đúng đắn nhất là cô phải dùng Phật Pháp và dùng cái trí tuệ của mình để mà khuyên lơn, để mà giúp cho người bạn, người quen của mình thấy rõ nhân quả, tìm một kế sống khác để bớt tạo nghiệp sát là hơn. Cái này mới là một cách giúp thiết thực nhất. Bởi vì chúng ta nên nhớ Đức Phật từng dạy trong Kinh Nhân Quả, giả sử trăm ngàn kiếp việc làm kia không mất, nhân duyên khi hội ngộ, quả báo lại tự mang. Đúng không quý vị? Và cái nghề nghiệp liên quan tới đánh bắt cá và liên quan tới việc giết hại sanh mạng loài vật thì đó là nghề nghiệp ác. Mà nghề nghiệp ác thì chắc chắn sớm muộn gì cái quả khổ nó cũng tìm tới hết. Cho nên phải dùng pháp của Phật, phải dùng cái trí tuệ của chính mình để mà khuyên bảo người thân đó phải tạo một cái nghề nghiệp chân chính, thuần thiện, thì bản thân người đó và gia đình người đó nhờ cái nghiệp lành thì đời sống hiện tại và mai sau luôn hưởng được cái an vui, hạnh phúc. Quý Phật tử đồng ý không? Vâng, chúng con thành kính tri ân phần giải đáp trong câu hỏi thứ hai vừa rồi. Kính thưa toàn thể quý vị, từ xưa đến nay, việc đi theo con đường của Đức Thế Tôn, trở thành một người xuất gia tu học Phật Pháp, thành bậc mô phạm cho trời người, đây là một việc không phải dễ dàng, đòi hỏi một người phải có chí nguyện cao vời và tâm bồ đề kiên cố. Nói như vậy, không phải việc xuất gia là khó, chúng ta không thể thực hiện được. Nhưng có được một việc làm tốt đẹp như thế này, chúng ta phải làm những gì? Gặp phải những chướng duyên trong việc chúng ta mong muốn được xuất gia tu học thì chúng ta phải khắc phục ra sao? Thì xin mời quý vị sau đây sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Và câu hỏi này cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, con là một Phật tử nữ đã có gia đình và có một con năm nay đã 3 tuổi. Trước khi lập gia đình, con chưa hiểu biết về Phật Pháp. Sau khi lập gia đình một thời gian,
Con có nhân duyên giác ngộ Phật Pháp nên con đã nuôi mộng xuất gia tu hành giải thoát. Mỗi ngày ý nguyện trong con dần lớn lên trong chính gia đình mà bấy lâu nay luôn được mọi người cho là gia đình hạnh phúc. Nhưng len lỏi trong đó, con rất đau khổ. Từ đó, ý nghĩ xuất gia trong con ngày càng lớn. Vậy con xin được hỏi, nếu con xuất gia có được hay không? Và có tội gì với chồng và con của con hay không? Mong quý thầy cho con một lời khuyên. Con xin tri ân quý thầy. Và với câu hỏi cuối cùng này, một lần nữa chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư sẽ có đôi lời chia sẻ cũng như những lời khuyên cho quý Phật tử đã đặt ra câu hỏi trong trường hợp này. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên, Pháp Đăng xin giải thích cho quý vị hiểu rõ hai cái chữ xuất gia. Nhiều người hiểu lầm, người đi tu xuất gia là người trốn đời mới đi tu, hoặc là không đi nổi, không làm gì nổi hết mới vô chùa. Thì đó là một nhận định sai lầm của một số đông. Thiền sư Linh Hữu trong Quy Sơn Cảnh Sách có dạy một câu rất là nổi tiếng: phàm người xuất gia là cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, nói thạnh dòng thánh, hàng phục quân ma, nhằm đền trả vốn ơn, cứu giúp ba cõi. Quý vị thấy, đi tu là cất bước trên các phương trời cao rộng, là phát tâm cứu mình thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, rồi phát cái tâm rộng lớn cứu giúp tất cả chúng sanh đồng thoát khổ được vui. Mà Ngài Quy Sơn Ngài khẳng định người xuất gia là cất bước đến cái phương trời cao rộng, có cái tâm độ mình, rộng độ tất cả chúng sanh, dấn thân phục vụ, làm để cho chúng sanh hoằng dương Phật Pháp, không ngại gian lao, không từ khó khổ. Và kế nữa Ngài dạy sao? Tâm hình khác tục, nói thạnh dòng thánh. Quý vị thấy tâm phải khác tục là ở chỗ nào? Người thế tục họ thuận theo cái dòng sanh tử, tham sân si. Mà người xuất gia phải sao? Đi ngược dòng sanh tử, là phải buông được ba cái món độc: tham, sân, si. Cho nên quý hòa thượng thường nói một cái hình ảnh rất là hay: người xuất gia là người chèo thuyền đi ngược nước. Quý vị thấy chèo thuyền ngược nước dễ hay khó? Mà quý thầy phải cố gắng chèo. Để làm gì? Để cứu mình và lợi ích tất cả chúng sanh. Đó, tâm hình khác tục, buông được phiền não. Rồi kế nữa, nói thạnh dòng thánh là làm cho Phật Pháp sáng rỡ, hàng phục quân ma, là những ma quân phiền não là người tu phải đoạn diệt, không để nó làm chủ ở trong tâm của mình. Đại sư U Đàm cũng nói một câu rất hay: dựa vào một câu niệm Phật như thanh kiếm bén chém nát bầy tà. Quý vị thấy chư tổ có những lời dạy rất là mạnh để mà cảnh tỉnh tất cả chúng ta, nhờ cái hàng phục quân ma đó để đền trả vốn ơn, cứu giúp ba cõi. Như vậy người tu, quý vị thấy ý chí rộng hay hẹp? Ý chí rất là rộng. Do đó chúng ta đừng hiểu lầm đi tu để trốn đời, mà đây là một cái lý tưởng cao cả để dấn thân phục vụ, làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên Phật tử này phát cái tâm đi xuất gia thì cái tâm này rất là cao quý. Nhưng mà cái hoàn cảnh thì éo le quá. Éo le chỗ nào? Có con 3 tuổi, rồi có người chồng nữa. Mà do cái giác ngộ nên mới đi tu. Mà cái giác ngộ này nó càng lớn dần lên ở trong cái gia đình đó. Cho nên
băn khoăn, không biết xuất gia có được hay không, và có tội gì với chồng, với con của mình hay không. Thì Pháp Đăng khẳng định đi xuất gia là không có tội, nhưng mà chúng ta phải làm đúng theo cái nội quy của ban tăng sự. Trong điều 28 chương 6 nội quy ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi như vậy: nam nữ Phật tử có nguyện vọng phát tâm xuất gia tu học tại các tự viện phải theo đúng luật Phật và đủ các điều kiện sau đây. 1. Không vi phạm pháp luật, tự tay viết đơn phát nguyện ghi rõ lý do và nguyện vọng phát tâm xuất gia, lý lịch cá nhân phải có xác nhận của cơ quan nhà nước không quá 6 tháng. B. Phải đầy đủ các căn, thể chất lành mạnh, không bị bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần và có phiếu khám sức khỏe tốt. C. Nam nữ Phật tử dưới tuổi vị thành niên do cha mẹ hoặc người giám hộ làm đơn ký thác cho vị trụ trì cơ sở tự viện. Nam nữ Phật tử đã có gia thất, muốn xuất gia phải có sự đồng ý của vợ hoặc chồng theo các quy định tại mục A, B, C, D, điều 28 chương 6 nội quy này. Điều D, được tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện nơi người xuất gia đến cư trú và tu hành bảo lãnh. E, các nam nữ Phật tử tại địa phương có nhân duyên xuất gia tu học phải được vị trụ trì, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện và địa phương chấp thuận, ban trị sự Phật giáo cấp huyện phải trình báo với ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh tri tường. F, việc nhận người vào tu hành tại các cơ sở tự viện phải thực hiện đúng theo quy định pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và nghị định của chính phủ. G, nam nữ Phật tử có đầy đủ thủ tục xuất gia được ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia. Như vậy, căn cứ theo nội quy ban tăng sự thì Phật tử này có chồng có con thì muốn đi xuất gia phải làm sao? Thì phải được sự đồng ý của người chồng của mình. Đây phải chấp hành đúng theo cái quy định của ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn không được sự đồng ý mà vô chùa tu thì quý vị vô tình làm gây rối cái tự viện đó. Gây rối chỗ nào? Một ông chồng ông kiếm tới chùa ông đòi vợ thì làm sao trụ trì trả lời được, đúng không quý vị? Cho nên phải chấp hành theo đúng. Còn có tội thì không có tội, nhưng mà phải được sự đồng ý như vậy. Bây giờ xin quý thầy cho con một lời khuyên. Theo Pháp Đăng á, thì cái chí nguyện đi tu, đi xuất gia thì rất là cao quý. Đó là một cái hạnh cao vời để mà giải thoát cho chính mình rồi làm để chúng sanh. Nhưng mà Pháp Đăng khuyên quý vị này là đi tu nhưng mà thôi xin phép ông chồng tiếng. Nếu mà ông đồng ý thì được đi, nhưng mà đứa con còn nhỏ quá thì làm sao đây? Đó, cho nên để khuyên cô này, thôi dẫn câu chuyện để khuyên, để cô thấy rõ, rồi cô noi theo những vị cư sĩ này mà có cái hướng đi. Bà này tên là Châu Phu Nhân. Phu Nhân chắc là quan quyền, rồi Châu là cái họ đó. Thì bà là vợ của Vương Sở Thần ở huyện Sơn Âm, tỉnh Triết Giang. Thì bà là mẹ của Vương Tâm Tam nữa. Thì năm 16 tuổi bà về nhà chồng. Thì chồng bà nhà giàu, rất tin Phật Pháp, mà Phu Nhân cũng rất là kính tin ngôi Tam Bảo. Đó, Phu Nhân từng bố thí giúp đỡ kẻ nghèo bệnh, phóng sanh. Tóm lại tất cả việc lành
đều hết sức đề xướng và thực hành. Từ khi về nhà chồng thì bà phát tâm ăn chay trường, mặc áo vải, ban ngày thì thêu dệt may vá, ban đêm lễ Phật tụng kinh. Quý vị thấy bà này đi tu, có cái sự tu hành mà trôi tròn hai bổn phận. Một là bổn phận đối với gia đình, với chồng con, lo cho gia đình đầy đủ, thêu dệt may vá tròn bổn phận. Khi rảnh thì sao? Niệm Phật, lễ Phật, tụng kinh. Chứ đừng có ham tu rồi bỏ đói chồng nha, rồi bỏ đói con thì cũng không đúng đâu. Phải tròn bổn phận gia đình cho nó trước đã. Công việc giữ điều hòa như thế, suốt năm bà không bao giờ bê trễ. Bà trầm lặng ít nói, khi người thân đến thăm thì sau ít lời hàn huyên dẫn giải việc tội phước, thì bà vào phòng để mà chuyên tâm niệm Phật. Thì lúc chồng qua đời thì hai đứa trẻ còn nhỏ, thì phu nhân phụng sự mẹ chồng, dạy dỗ con thơ, trải qua nhiều nỗi gian nan, hiếu tử đều trọn vẹn hết. Bà có hỏi người con gái cho tâm tam, xong chưa kịp cưới thì cô ấy bị đau mù đôi mắt. Rồi hàng thân tộc đều bảo khuyên nên thối hôn, nhưng phu nhân cự tuyệt, không nghe theo. Bà dặn con của bà như sau: đang khi con sang làm hỏi thì vợ con đôi mắt còn sáng tươi đẹp, nhưng trước khi cưới nó bị mù. Đây cũng là nhân quả của con. Nếu mẹ và con chê bỏ nó, tất sẽ làm hư hỏng tủi nhục một đời của người con gái. Vậy con phải săn sóc, thương yêu vợ con, giữ trọn bổn phận làm chồng cho đến lúc nó mãn phần. Chỉ riêng một điều này đủ thấy phu nhân là một người đầy lòng từ bi và nhân hậu. Chúng ta thấy bà rất là tuyệt vời ở chỗ đó, tròn đầy cái tâm từ bi nhân hậu, dạy con mình những điều rất là đạo đức. Trước kia cứ sáng sớm phu nhân tụng tâm kinh, mỗi ngày đều có định khóa. Từ khi chồng mất, bà chuyên tâm niệm Phật, quyết định cầu sanh về Tây Phương. Vào đầu tháng 3 niên hiệu Tiên Thống, mẹ chồng mất thì bà lo việc tang lễ chôn cất chu đáo. Nỗi thương cảm nhọc nhằn khiến bà đau bệnh, thì bà nằm liệt trên giường hơn 40 ngày. Thì ba hôm trước khi lâm chung, bà gọi hai người con lo các hậu sự và nói rằng: ba ngày sau vào giờ ngọ mẹ sẽ về Phật, hai con nên tiến tu đức nghiệp, gắng làm người hoàn thiện và theo gương mẹ chuyên niệm Phật. Đến thời giờ đã định, bà ngồi dậy nhắm mắt thầm niệm Phật, trạng thái rất an lành. Thì con của bà là Tâm Tam hỏi thì mẹ mới đáp: hãy đốt ngọn đèn lòng trước cửa, đừng hỏi han gì hết, làm loạn chánh niệm của ta. Nói xong bà ngồi yên một lúc rồi lặng lẽ thoát hóa. Mấy giờ sau Tâm Tam dò xem, thấy thân thể của mẹ mềm dịu, đảnh đầu rất nóng. Như vậy bà này có tu không quý vị? Mà bà có phải vào chùa không mà vẫn tròn đạo hiếu với mẹ chồng, bổn phận người vợ đối với chồng, rồi người mẹ đối với con mình. Thì qua câu chuyện của bà Châu Phu Nhân này, Pháp Đăng khuyên người Phật tử đặt câu hỏi thứ ba: thì Phật Pháp ứng dụng tu trong mọi hoàn cảnh. Cô còn con nhỏ thì nên lo cho con, và trong lúc ở trong gia đình mình cố gắng
giữ tròn cái bổn phận của một người Phật tử, bỏ ác làm lành, tròn bổn phận đối với gia đình, với chồng, với con, và đặc biệt là pháp môn niệm Phật nói riêng và Phật pháp nói chung, là mọi hoàn cảnh nào cũng tu được hết. Như bà Châu Phu Nhân, quý vị thấy, lo việc nhà xong thì bà niệm Phật tụng kinh không có bỏ sót, và cuối cùng bà thành tựu được cái sanh tử tự tại, đó là ngồi niệm Phật mà về cõi Phật. Trước cái hoàn cảnh của cô này, có con 3 tuổi, có người chồng, thì quý thầy khuyên một điều: cái chí nguyện xuất gia là tốt, nhưng trước mắt lo cho đứa con đó, cho nó lớn đủ tuổi thành niên rồi mình thực hiện cái tâm nguyện đó vẫn được, không có sao hết. Và ngay trong lúc này ứng dụng tu để tăng trưởng nghiệp lành, buông bỏ phiền não để được niềm vui ngay trong hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, chúng con thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi cuối cùng trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 53 hôm nay của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ 3 câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chương trình. Hy vọng những gì Đại Đức Giảng Sư đã chia sẻ, đã giải đáp, quý vị chúng ta hãy ghi nhận để áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Và giờ đây, trước khi khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 53 sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa chủ nhiệm chương trình sẽ có đôi lời nhận định. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 53 này, chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư trả lời qua 3 câu hỏi. Đại Đức Giảng Sư đã trình bày rất là rõ ràng, cụ thể. Thầy xin thêm một vài ý trong 3 cái câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, thì người đặt ra câu hỏi nói rằng mình mới hiểu về Đạo Phật, thấy hay nhưng lại không áp dụng được. Theo thầy nghĩ, một người mà tìm hiểu Phật pháp chưa đến nơi đến chốn thì mới nói câu như vậy. Ngay như khi chúng ta trở thành một người Phật tử thì phải quy y và thọ trì năm giới, mà năm giới này giúp mình có đạo đức, tránh điều tội lỗi, không làm hại người. Rõ ràng là năm giới này đã có lợi ích rồi, tại sao nói là không áp dụng được? Chưa nói đến là Đạo Phật của chúng ta có rất nhiều những cái pháp môn, nhưng mà cụ thể nhất đó là Tứ Diệu Đế. Thì trong phần Tứ Diệu Đế này gồm có Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Đạo Đế là 8 con đường hay là 8 cái phương pháp đem đến an lạc hạnh phúc cho bản thân chúng ta. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì nếu căn cứ vào 8 cái phương pháp này mà chúng ta thực hiện thì quả là mình không phải là người thiện nữa, mà có thể là bậc thánh mà, nếu mà thực hành rốt ráo 8 cái phương pháp này. Như vậy Đạo Phật đem lại cho chúng ta rất nhiều cái lợi ích thiết thực, chứ đâu phải nói là không áp dụng được. Kế nữa thì nói rằng là nếu mọi người đi tu hết thì lấy ai bảo vệ quốc gia, ai chăm sóc gia đình? Thầy nghĩ người đặt câu hỏi này hiểu lầm về chữ tu với cái người xuất gia.
Nếu ai cũng đi tu hết, mà tu là gì? Tu là sửa. Nếu mà ai cũng sửa, ai cũng tu hết thì tốt chứ sao? Bây giờ cả thế giới này đều giữ được năm giới thì có đánh nhau nữa không? Không đánh nhau, cần gì bảo vệ tổ quốc? Cần gì bảo vệ tổ quốc nữa? Như vừa nãy Đại Đức Giảng Sư nói, ai mà giữ năm giới này thì ngủ nhà không cần đóng cửa nữa thì còn gì nữa mà sợ trộm. Thì như vậy là nếu chúng ta hiểu cái chữ tu á là xuất gia, thì họ nghĩ rằng là người xuất gia là người giống như không có trách nhiệm gì đối với xã hội. Nếu mà ai cũng đi xuất gia hết thì ai bảo vệ tổ quốc, ai có vợ có chồng để nối dõi tông đường. Thì thầy nghĩ rằng cái chữ tu này là họ nói là mấy người xuất gia đó. Thì họ đặt những cái câu hỏi như thế này, theo thầy nghĩ nó chỉ là ảo tưởng thôi. Chúng ta thấy rất rõ, đi tu không phải dễ. Bây giờ mình cứ lo người ta đi tu hết, thầy lo sợ không có người tu. Lo không có người xuất gia chứ không phải lo ai cũng xuất gia hết. Bởi vì trên thực tế thầy biết những nước mà giàu có thì đa phần ít người đi xuất gia lắm. Những người Việt Nam của chúng ta hiện tại ở nước ngoài rất là nhiều. Thế nhưng những thanh niên nam nữ lớn lên kiếm một người đi xuất gia là rất khó. Khó lắm. Sở dĩ ở Việt Nam mình còn có nhiều người xuất gia là Việt Nam mình còn nghèo khổ nhiều quá. Mà nghèo khổ thì người ta mới thấy được cái khổ đó, người ta đi xuất gia. Còn ở các nước mà sung sướng á, thì nó mới 13, 14 tuổi nó đã có bồ rồi còn xuất gia gì nữa, xuất gia. Không, đó là sự thật. Rồi quý vị biết là những nước như là giờ Trung Quốc này, Đài Loan, người ta có một đứa con là làm gì mà ta cho đi xuất gia? Cha mẹ cũng không cho, mà bản thân nó cũng chưa chắc đã xuất gia, bởi nó sướng quá rồi. Mới 13, 14 tuổi là có bồ, có bịch rồi, làm gì mà xuất gia nổi. Cho nên nghĩ như thế này chỉ là ảo thôi, chứ không thể có được. Bây giờ mình nên nghĩ là sợ không có người, không có người xuất gia, chứ không phải là sợ người ta đi xuất gia hết đâu. Rồi vấn đề làm ác, hại bản thân. Nếu mà ai cũng tu á, mà làm điều thiện, có lòng từ bi á, thì nhận lại cái thiệt thòi về cho bản thân. Xin thưa với quý vị, Đức Phật dạy chúng ta từ bi, nhưng mà phải có cái gì? Đúng rồi. Người ta đang chém nhau, nhảy vô đó là can thì chết, ráng chịu chứ gì nữa. Từ bi kiểu đó không được. Mình phải có trí tuệ. Đức Phật dạy mình từ bi thương xót, cứu người giúp người, nhưng mà mình phải có trí tuệ. Người ta đang bị chết chìm ở dưới nước mà không biết bơi mà nhảy xuống, mình cũng chết luôn. Cứu như vậy là thiếu trí tuệ. Câu hỏi thứ hai thì thầy nghĩ rằng Đại Đức Giảng Sư đã trình bày rất rõ rồi. Riêng cái câu hỏi thứ ba đó thì cô Phật tử này có chồng, có con, rồi sau đó giác ngộ muốn đi xuất gia. Thì theo thầy nghĩ tự mình cột thì tự mình cởi thôi, không ai cởi cho mình hết á. Mỗi lần thầy thấy mấy anh mấy chị mà lập gia đình á, thầy thương lắm. Bởi vì ông bà ta có câu như thế này: gái có chồng như gông đeo cổ, trai có vợ như nhợ buộc chân. Tự nhiên mình lại đeo gông vào cổ, tự nhiên mình lại lấy dây mình buộc vào chân của mình. Đúng không? Lấy vợ lấy chồng là tự nhiên mình á, đem mình nhốt vào trong cái lồng á, nhốt vào trong cái ngục tù. Cả cuộc đời mình là vào trong cái ngục tù đó rồi. Lúc chưa có vợ có chồng thì mình tự do, muốn làm gì làm, muốn chơi, muốn ăn, muốn làm gì, có ai ràng buộc mình không? Tới chừng có chồng thì được không?
đi đâu là coi chừng. Chưa kể nó nhậu say về nó còn đánh cho một trận nữa. Khổ quá nhưng mà có thoát được không? Không, lúc này hết thoát rồi. Tự mình đeo gông vào cổ rồi. Tự mình đeo gông chứ có ai bắt mình đeo đâu. Không ai bắt mình hết. Rồi bây giờ mình giác ngộ ra mình muốn đi tu thì mình phải dụ ổng thôi. Dụ ổng. Chừng nào mà ổng chịu thì ổng cho đi. À, cái đó là đương nhiên rồi. Bởi vì mình tự mình cột, bây giờ tự mình tháo. Chứ chẳng ai tháo cho mình cả. Thì về những cái điều kiện như vừa nãy Đại Đức đã đọc cho quý vị nghe ở trong cái nội quy của Ban Tăng Sự, những người xuất gia phải như thế nào. Thì ở đây thầy nghĩ rằng á, quan trọng là cái lập trường, cái ý chí của mình thôi. Mình muốn là được. Hồi xưa mình muốn lấy chồng thì mình lấy. Bây giờ mình muốn bỏ chồng thì từ từ mình cũng bỏ được. Cứ dù ông riết rồi ông cũng chịu thôi. Kiếm cho ông bà khác đi. Kiếm cho ông cái cô nào đẹp hơn mình á. Thì lúc đó ông thấy cô kia đẹp hơn mình rồi ông bỏ, không cho mình đi thôi. Thì như vậy á, cái quan trọng là mình phải có ý chí, có lập trường. Rồi vấn đề giải quyết thì thầy nghĩ rằng giải quyết được. Giải quyết được hết. Nếu mình có ý chí, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền thôi. Mình quyết tâm thì sẽ được. Còn nếu mà làm như đời Đại Đức Giảng Sư thì cũng tốt. Còn nếu mình có ý chí xuất gia thì mình phải kiên trì, nhẫn nại, thuyết phục, làm mọi cách để một ngày nào đó ông đồng ý cho mình ra ký giấy ly hôn đi tù. Thì đó là thầy thêm ba cái ý ở trong ba câu hỏi. Trước khi dứt lời cũng xin thay mặt cho ban tổ chức thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã nhận lời mời của ban tổ chức về đây giải đáp ba câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học của quý Phật tử. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.